này đi đâu ấy? Chị có biết vợ em đi đâu nhỉ? Vợ em á? Thế chị thấy mọi người bảo hôm qua em gửi vợ em đi à? Em hôm qua say rượu ấy, chả biết nào lại đuổi vợ giờ, không biết tìm nó ở đâu. Ê, mày thấy đấy, uống rượu vào chả được cái tích sự gì. Mày có thể uống rượu vào tốt không? Em cũng uống rượu đâu, nhưng mà rượu nó cứ thầy nhìn đến rượu nó lại thèm. Hay là vợ mày lại về nhà bà ngoại rồi? Kéo thế thôi, tôi em đi tìm vợ đấy. Ừ. Thế thử sang nhà bà ngoại xem có thấy vợ bên đấy không? Vâng, cảm ơn chị nhá. Vâng, uống ít rượu thôi nhá. Em uống ít rượu đâu. Ôi, cái thằng đuổi vợ này chả được cái tích sự gì. Mày lần sau uống ít rượu thôi nhá. Như tao, tao bỏ mày luôn đi, tao không ở với mày nữa đâu. Sáng nay cháu đi gọn máng về ấy. Vợ thằng vợ Nghiêm mà ôi sao ấy. Sao ban. Ba, chào các bà nhé. Ba ơi, ba có thấy vợ con đi qua đây không? Không, không thấy đâu. Mày thấy say rượu à? Con cũng không say đâu. Không say sao rồi vợ đi đâu không biết. Con qua con uống rượu vào không hiểu sao vợ bỏ đi. Và con chào bà nhé. Hôm qua hình như là nó đi ngược trên này này. Thì... trên này à? Ừ, đi ngược lần về. Ê, em tìm mấy ông thấy. Thế nó đi đâu? Mày là thế nào mà đánh nó hay là thế nào mà lại nó đi đấy? Ô, em chả hiểu không sao nó bỏ đi không biết. Ừ. Lên đấy là tìm theo. Em cảm ơn nhé. Ta đã bảo là bỏ đi không làm gì cái loại đấy cả. Giờ ta cắt tìm nó còn vợ khác nó biết đẻ với các đoàn hoàng. Tìm làm cái gì? Con chỉ muốn tìm vợ con thôi bố. Không phải tìm toại hết. Ra gì?
Ô, kia lại có chú công an vào nhà mình làm gì thế kia? Thôi, chào ông bà nhá. Chào chú công an nhá. Vâng, vâng. Thế, ngay cán bộ đấy cho tôi có việc gì? Chào ông bà nhá. Vâng. Vâng. Chào anh. Vâng, vâng. Hôm nay thì con đến có một số cái vấn đề như này ông bà nhá. Là vừa rồi là trong quá trình mà đi kiểm tra ở trên địa bàn ấy. Vâng. Thì con có phát hiện một cái trường hợp là chị tên là Lâm đấy, rồi, nói rồi. Là con dâu của vâng, con dâu tôi Phần đấy, thì hôm nay con đến con muốn xác nhận lại với ông bà xem là có phải chị là con nhà mình không. Thì trước kia nó là ở nhà tôi, nó là con dâu tôi. Vâng. Nhưng bây giờ thì không phải rồi. Thế thì con nói với ông bà một số vấn đề như này này. Bây giờ chúng con vừa đi tuần tra thì thấy là chị là cứ lang thang ở dưới khu vực mà bờ đê ấy, khu vực đấy là rất là nguy hiểm ấy, thì nếu mà đúng là con của ông bà ấy thì là ông bà sắp xếp để bố trí xuống đưa chị về nhá. Tôi nói mạnh thế này này. Vâng. Đèn nha nhài dạ. Vâng. Đấy là công việc nội bộ của gia đình nhà tôi. Các anh về lo công việc của dân của nước đấy, còn đây là công việc của nhà tôi, cho nên các anh mời anh ra khỏi nhà tôi nhá. Tôi không làm cái việc này. Không yêu cầu các anh làm dũng đến công việc của nhà tôi. Mời anh. Gia đình nhà ông bà ấy thì chúng con là không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà đây là cái trách nhiệm của chúng con. Mà khi phát hiện trường hợp chị ấy lang thang ở dưới khu vực thì chúng con chúng con là thông báo với ông bà ấy. Còn cái việc mà có đoán hay không đoán lấy là việc của gia đình nhà ông bà. Đấy là công việc gia đình chúng tôi. Thì chúng con xin phép là chúng con đi về nhé. Còn việc của ông bà mời ấy, mời đi. Tôi đã nói này rồi, đây là công việc của gia đình nhà tôi. Tôi không yêu cầu anh cũng có thể có chuyện bằng nói cả. Con mô thấy vợ tôi ở đâu à? À thế anh là chồng chị Lâm đúng không? Dạ em chồng chị Lâm ạ. Thế thì thông báo với anh là vợ anh đang ở dưới khu vực đê gì kia. Đấy, nếu mà anh xem sắp xếp nào nói chuyện với ông bà xuống đón chị đón nhá. Đang lang thang ở đấy nhá. Dạ em đi tìm vợ em cả ngày hôm nay không thấy, không biết nó ở đâu. Này, tao bảo thằng kia không phải đón mày làm gì cả, tao đã bảo như rồi. Rồi mày lấy thế nào thì lấy, còn con này không bao giờ quay về nhà này nữa. Cút. Đấy, thế nhá. Mày có muốn đi cả đi. Bố ơi, con chỉ muốn vợ con thôi. Thế anh chị nói chuyện lại với ông bà nhé. Còn cái này thì chúng tôi đến thông báo rồi đấy. Xong thì bây giờ chúng tôi xin phép về cơ quan nhé. Còn dạ. Thôi, vâng. Em cảm ơn ông bố nhé. Nói chuyện lại với ông bà nhà mình nhé. Dạ bọn em cảm ơn ông bố. Tôi xin phép nhé. Để em đi đâu bố. Đấy thì tôi xin phép về đây. Đưa em xuống tìm vợ em rồi. Tôi thông báo về cái nơi mà chị đấy sống rồi nhá, đang lang thang ở dưới. Nếu mà anh đón chị thì là anh cứ đi xuống cái khu vực dưới đây nhá. Bây giờ tôi về cơ quan tôi còn lại việc khác của tôi nhá. Đến hôm nay đến chỉ xác thực với gia đình như thế thôi nhá. Cảm ơn các bộ nhá. Em đón vợ anh rồi.
Thì hôm nay tôi đến đây có mấy điều nói anh chị, thế là cái thông tin mà của chị chúng tôi xác nhận rồi, chị đúng hoàn cảnh như thế. Trước mắt thì chúng tôi hỗ trợ chị là cho chị cái này, cái sọt này và một ít tiền để chị đi thu mua nhé, thu mua nông sản quanh quanh vùng khu quanh nhà nhé, để mình nuôi sinh nhé, chị cảm ơn chúng tôi. Thì em cảm ơn cán bộ ạ. Ừ. Chúng tôi xác minh rồi, hôm nay tôi hỗ trợ chị những phương tiện là cái sọt này, con dao nhé, để chị có thể đi thu hoạch măng hoặc là những nông sản bên quanh đây nhé. Vâng. Với cả một ít tiền để chị mưu sinh nhé. Còn tôi cũng dặn chị là quanh đây khu vực này là nếu mà chị sống một mình này rất là nguy hiểm đấy. Đấy thì chị cũng cần đề phòng nhé. Có gì các chị phải kêu lên nhé, hoặc là báo những người xung quanh đây nhé, rồi để kịp thời hỗ trợ nhé. Dạ vâng. Vì em cảm ơn cán bộ. Có gì trong thời gian em ở đây thì có gì thì em cũng mong cán bộ giúp đỡ em ạ. Vâng, được rồi. Có gì tôi đã chị hết rồi nhé. Bây giờ tôi cảm ơn nhé. Tôi qua nhé.
có mệt không? Tao sẽ làm nhà ở đây, tao mày ở đây nhé. Ôi em ở đâu rồi? Vợ ơi! Vợ mình ở đây rồi. Lại chạy đâu rồi? Vợ ơi! Vợ ơi em đi đâu rồi? Vợ ơi! Đi ngồi ăn uống ngon này. Mất cái này. Mình cứ tìm cái gì. Lâm ơi. Nó để tao tìm mày nhá.
đi, đi về. Kìa như quả ổ trứng hay sao ấy.
Tôn đây, Tôn. Đây, cho ăn trứng ra đây. Làm đây. Làm đây cho bóc trứng cho ăn nhá. Mày có đói không? Đây cho bóc trứng cho mày ăn. Đấy. Đây ăn đi. Đây ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói. Đây ăn đi. Để tí nó nguội cho mày ăn nhá. Đây như có ai đang ở đây sao anh ạ? Các bố ơi, bọn em đây rồi, bọn em đây rồi. Tìm với vợ em ấy, gặp vợ em ấy thì em cũng theo cái thông tin mà cán bộ đưa cho để đi tìm vợ ấy. Thì em cũng lên đúng địa chỉ rồi nhưng em không thấy vợ em cán bộ. Thế anh đã đến cái địa điểm mà tôi bán chưa? Dạ em có tìm đến cái chỗ mà cán bộ chỉ rồi đấy thì vợ là vợ của em thì em cũng muốn đi tìm vợ để đưa vợ về nhà. Còn bố mẹ em thì bố mẹ em mà không thích cô ấy đấy là kể bố mẹ em ấy thì giờ em chỉ muốn tìm vợ em về thôi.
đây hôm trước em xuống đây theo lời hướng dẫn của cán bộ mà cũng không thấy vợ em. Không thấy chị ở đây à? Vâng. Thì hôm trước tôi thấy là chị ở đây, chắc là chị cũng đi loanh quanh ở đây thôi. Đấy, nên là anh cứ bình tĩnh, xong rồi chúng tôi đã hỗ trợ anh để tìm chị nhé. Bảo mà xuống không thấy vợ em lo lắm cán bộ. Mà giờ xuống đây có chắc là vợ đúng vợ em không cán bộ? Đúng đấy. Có xuống đây? Ừ, hôm tôi xác nhận rồi, về cả nhà anh chị xác nhận rồi. Đấy. Thôi được, anh cứ bình tĩnh, đây dấu vết chị vẫn còn để lại đây. Đấy, không thì tôi sẽ hỗ trợ anh là để đi tìm chị xem là như thế nào nhé. Mà chăm sự nhờ cán bộ chứ giờ em không biết làm nào cán bộ. À được rồi. Không có vấn đề nhé, bình tĩnh. Đây là dấu vết chị vẫn còn để đây, anh đi cho tôi quanh quanh đây. Chị có ăn ăn ở không? Không biết gì thì bọn em đi đâu mà. Thì hơi khó khăn đấy anh nhá. Vâng. Đấy, sử dụng ở đây làm gì không biết. Mít nó nhiều. Sụp quá nhỉ. Đây phải không anh? Đây hình như của anh đang ở đây sao anh ạ? Các bố ơi, vợ em đây, vợ em đây. Cô ở đây làm gì? Cô biết tôi tìm cô vất vả lắm không? Thế đây có phải vợ anh không? Vợ đây đúng cán bộ em, vợ em của cán bộ. Thế đây hai vợ chồng anh nói chuyện với nhau đi. Anh tìm tôi làm gì? Anh đuổi tôi đi rồi anh còn tìm tôi làm gì nữa? Thôi. Lúc đấy là tôi say rượu. Thì tôi không biết là sao tôi lại đuổi cô. Nhưng mà thôi vợ ơi, vợ về với anh đi. Không có vợ anh buồn lắm. Không. Tôi không về với anh đâu. Về với anh đi. Không. Tôi không về với anh đâu, anh đi về đi. Anh là một người đàn ông nhưng anh không có tiếng nói trong gia đình. Anh để bố mẹ hát hủi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh cũng không nói gì đỡ tôi cả. Tôi không về với anh đâu, anh đi về đi.
Tôi thương cô thế rồi còn thế nào nữa? Cô còn muốn thế nào nữa? Anh thương tôi thế, anh bảo anh thương tôi thế mà bố mẹ anh hắt hủi tôi, anh cũng không nói gì với cho tôi. Mà bố mẹ đuổi tôi đi, anh cũng còn nói đỡ cho tôi đâu. Lúc đấy tôi say rượu, còn cô trách cả tôi lúc tôi say rượu à. Đấy, anh còn không chịu tập trung làm ăn, suốt ngày say rượu, rượu chè bia bia ra để bố mẹ mắng tôi. Tôi chẳng muốn tập trung làm ăn à. Nhưng mà bây giờ thấy rượu là tôi thèm, tôi thích uống rượu. Nhưng bây giờ anh phải có, bây giờ anh có vợ rồi, anh phải lo cho gia đình chứ, anh phải lo cho vợ chứ. Bây giờ anh cứ suốt ngày rượu chè bia bét như thế, xong bố mẹ lại hắt hủi tôi, bố mẹ mắng tôi suốt ngày, mà là không chăm lo cho chồng, cho con, cho gia đình. Thì cô đẻ cho tôi đứa con đi. Giờ cô không đẻ con để bố mẹ trách tôi. Cô đi về đi, đi về với tôi. Không, đi tôi về. Không về đâu. Tôi đi không về, về đi đâu. Anh đi về đi, tôi không về đâu. Thôi đi về đi. Cô biết tôi tìm cô mệt mỏi thế nào không? Thôi đi về. Đi về tôi nói chuyện với bố mẹ. Anh này, không được giang cô lấy như thế đâu. Anh bỏ ra, đây là việc của vợ chồng tôi. Không được giang như thế. Để việc vợ chồng tôi giải quyết. Anh nói với tôi nè. Đi về. Đấy, đề nghị anh khuyên bảo chị nhá. Không, anh đã nói với tôi nào rồi nhá. Được, được rồi, đồng chí tôi khắc khuyên bảo vợ tôi. Rồi, đấy, hai vợ chồng nói chuyện nhau đi. Thôi về đi. Đi về xong rồi tôi còn nói chuyện với bố mẹ. Tôi khác nói chuyện với bố mẹ. Không, tôi không về với anh đâu. Anh có nói được, có bảo vệ được tôi đâu. Anh gần nghe bố mẹ anh thôi. Bố mẹ anh thì suốt ngày nói tôi, nói vợ. Nhưng mà anh chẳng bênh vợ gì, anh chẳng nói cho tôi cái gì cả. Tôi không về đâu. Bây giờ tôi đã đến tận đây rồi. Tôi đã vất vả, tôi đi tận đây, tôi đến tôi đón cô rồi. Bây giờ tôi hỏi cô có về không? Không, tôi không về đâu. Tôi đi về đi, đi về. Không, anh đi về đi, tôi không về đâu. Đi về. Mà tôi đã đón cô thế này, tôi đã nói thế rồi mà cô còn không về nữa. Tôi hỏi cô lần cuối, cô có về không? Không, tôi về với anh cũng có bảo vệ được tôi đâu. Thì tóm lại là tôi hỏi cô lần cuối là cô có về không? Không, tôi không về đâu, anh về đi. Cô không về nhá, đây là cô không về nhá. Tôi đã nói đến thế rồi. Thôi được, vào này tôi không cần nữa đồng chí ạ. Thôi với đồng chí đi về đi, tôi vào này tôi không cần nữa. Thôi rồi, nếu mà anh không nói được chị về thì anh về trước đi. Để tôi làm việc với chị một tí nhá. Không như ở đây khu vực này nó hoang vu này nguy hiểm, biết chưa? Thế thì anh về trước đi. Đây là tôi đoán là cô không về nhá. Không, anh không về rồi, đi. Anh về đi. Anh về, tôi về nói đâu. Chuyện với chị sau nhá. Cô nhớ mặt tôi ấy. Thế anh nhìn đây đón chị mà chị lại không về à? Dạ vâng. Em không về với gia đình đấy nữa đâu anh ạ. Thế gia đình mình có chuyện gì mà cho anh ấy đón chị lại không về? Hôm trước anh vào nhà em, anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy. Chồng em thì suốt ngày nát rượu, em thì không đẻ được nên là bị bố mẹ chồng thì hát hủi. Mà em không đẻ được cũng có phải là lỗi của em đâu. Theo tôi thì là chị nên theo anh ấy về. Vì ở đây nó cũng nguy hiểm. Nhà có chuyện gì về thì sẽ có cách giải quyết sau. Nên ở đây một mình tôi thấy là cũng khá là nguy hiểm ấy. Cả con gái không có ai đây, một mình một chỗ như này vắng vẻ như này đấy, chị nhìn xung quanh này rất nguy hiểm luôn. Nên theo tôi là chị nên theo anh đi về. Thế là tôi khuyên chị thế, còn quyết định nào là chị nhé. Thưa cán bộ, em biết là như vậy nhưng mà em cũng không về đâu ạ, em không về với gia đình đấy nữa đâu ạ. Thế tôi thì cũng làm hết cái nhiệm vụ của tôi thôi. Đấy, tôi cũng khuyên bảo chị những cái gì mà nó tốt nhất cho chị đấy. Còn nếu mà chị quyết định không về thì là để tôi cũng xem qua cho này. Đây là cái nhà mà chị dựng ở tạm đấy à? Dạ vâng ạ. Nghe lỏng lẻo lắm nhỉ. Này liệu có tính đuôi nhắn không? Thưa cán bộ là em cũng dựng cái nhà để ở tạm đấy ạ. Để tránh đuôi tránh nắng. Tôi thấy lỏng lẻo lắm, thế này là khả năng đâu ạ?
tôi hỗ trợ đi mua cho chị một ít thiết bị đinh tiếp thứ dây thép thức nhỉ, chào ngoài cho nó chắc chắn nhé. Tôi như này tôi sợ đêm ngủ sập, mua bán sập nhé. Không cần đâu ạ, cán bộ đã giúp tôi nhiều rồi ạ. Đi mua cho chị một ít dây thép mới ít đinh nhá, để dụng cụ để chị sửa sang lại nha, chị cầm ấy thôi. Ôi, cán bộ giúp tôi nhiều quá rồi, tôi ngại lắm ạ. Được rồi, cái này là dụng cụ hỗ trợ chị làm cái nhà này cho chắc chắn mà. À, chị cầm ấy thôi. Em xin em cảm ơn cán bộ ạ. À, thế chị đưa tôi mượn dao đây. Chị làm đi nẹp giường hả? Dạ vâng ạ. Ờ thế để tôi chặt được. Cái này trẻ làm ba hả chị? Dạ vâng ạ, cái này anh trẻ làm ba cho em. Tôi nghe điện thoại anh nhé. Dạ. Alo. Tôi đang đi bận tí, có việc phải về luôn à? Thế không tôi về nhé. Thì tôi có việc tí ở cơ quan nhé. Khả năng là tôi phải xin phép chị làm cho nó chắc chắn vào không mưa bão là không ở được đâu nhá. Dạ vâng. Tôi đi tôi về xong thì có gì trong sau tôi sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ đến xem chị nào nhá. Dạ vâng. Rồi. Vâng thì em cảm ơn cán bộ. Rồi, tôi xin phép nhá. Dạ. Rồi tôi đi lên nhá. Dạ vâng, em cảm ơn cán bộ nhá.
đói chưa? Tí tao đi nấu mì hay tao mày ăn nhé. Tao mày sắp có nhà đẹp ở đấy. Sắp xong rồi, tao đi nấu mì tao mày ăn. Thôi tối rồi, ta phải đi nấu ăn nhé. Thank you.
Mày thấy tao có khổ không? Mày cũng giống tao, mày cũng bị gia đình hất hủi. Thôi bây giờ mày ở đây với tao, tao với mày cũng nương tựa nhau mà sống nhé. Đây Tôn, Tôn. Đây, ra đây tao cho mày ăn. Ra đây. Này, ăn đi ông đói nhỉ. Ăn đi. Cũng muộn rồi, hôm nay tao mày nghỉ tạm ở đây nhé.